Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong cuộc sống hiện đại hôm nay thì mỗi cá nhân thường sẽ có rất nhiều tài khoản, ví dụ như là tài khoản Facebook, Zalo, Google, YouTube, ngân hàng, rồi các tài khoản Sendo, Shopee, Tiki đấy. Thì khi mà mỗi cá nhân có nhiều tài khoản như vậy, nó sẽ sinh ra hai vấn đề. Cái thứ nhất đó là chúng ta sẽ bị quên mật khẩu hoặc là lẫn lộn mật khẩu với nhau. Cái thứ hai đó là dễ bị hack mật khẩu, tức là đôi khi chúng ta nhiều tài khoản quá, chúng ta xài có một mật khẩu chung cho tất cả các tài khoản khác thì chúng ta sẽ bị hack mật khẩu đó. Thì hôm nay mình làm cái video này với mục đích chia sẻ cho các bạn cái cách của mình để làm mà mình có thể nhớ hàng ngàn, mình có thể nhớ hàng ngàn cả cái mật khẩu khác nhau. Cái thứ hai là nếu như trường hợp có ai đó biết cái mật khẩu của mình, ví dụ mình ghi ở trong cái cuốn sách này, ví dụ mật khẩu này mình nhớ trong đầu nhưng mình vẫn ghi trong cuốn này đó, thì nếu có ai mà cầm được cuốn này của mình, tất cả các mật khẩu trong này đều vô tác dụng đấy, tức là mình sẽ được bảo mật được cái tất cả các mật khẩu của mình ở đây luôn đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách của mình nhé. Các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ cho bạn bè của các bạn, đồng thời tặng mình một like nhé. Đây, như các bạn xem thấy nhá, cái cuốn mình đây là cuốn mật mã cá nhân hóa, tức là mình mã hóa tất cả mật khẩu của mình rồi. Thì trong này có rất nhiều tài khoản, IDM, Comrade, DG, Facebook, Zalo, giao hàng tiết kiệm, Google. Đấy. Ở đây mình sẽ có các cái số 1, số 2, số 3, tức là mật khẩu lần đầu tiên mình đặt thế này, lần thứ hai mình đặt và lần thứ ba là mình sửa đổi. Tức là sau mỗi lần sửa đổi thì mình sẽ ghi số lần sửa đổi. Hiện tại lần số 3 thì mình đang sử dụng cái mật khẩu này. Đấy, thì đây có Zalo, IC, iCloud, kênh bất động sản, linh kiện chất lượng. Đấy. Ngân hàng ACB, Agribank, rồi Vietcombank. Vietcombank có đổi 2 lần này. Rồi Sendo, Smart PC, Taobao, Thế giới IC. Rồi Unica, WordPress. Đấy. Rồi đặt hàng Quảng Châu, đặt hàng Trung Quốc, Nhạc Khúc, Kế Tốt, vân vân. Mình sở dĩ mình công khai tất cả các mật khẩu này thì mình biết chắc là không ai giải được mật khẩu của mình đâu. Đấy. Cái thứ nhất mình chia sẻ đó là giúp các bạn không bao giờ quên mật khẩu nhá. Đó. Thì muốn không quên được mật khẩu, các bạn sẽ tạo ra một công thức mật khẩu. Thì ví dụ như mình đây tạo công thức này, nó sẽ có hai phần. Nó sẽ có 3 phần chứ. Phần đầu, phần cuối và phần giữa. Thì phần đầu và phần cuối là mình để cố định một con số. Ví dụ cái chữ đầu tiên mình là secret là cố định, và cái đuôi 05787 là cố định. Thì chữ đầu tiên là luôn viết hoa. Đấy, sau là số. Rồi cái cụm ở giữa này, chữ đầu tiên luôn viết hoa. Rồi các bạn sẽ xem các mật khẩu này. Đây, secret IDMSA này. 05787 này. DG account này thì viết secret DG 05787 đó. Rồi ví dụ giao hàng tiết kiệm secret giao hàng đấy 05787. Google bình yên nặng thì secret bình yên nặng Google 05787. Đấy, kênh bất động sản thì secret kênh bất động sản viết hoa, viết tắt viết hoa 05787. Và ví dụ Sendo thì secret Sendo 05787. Tức là khi chúng ta đặt một xem một tài khoản, ví dụ Shopee. Shopee thì chúng ta sẽ là có là secret Shopee 05787, ví dụ. Như vậy là chúng ta sẽ nhớ ngay lập tức. Đó, thì cái chữ này và chữ cuối là các bạn tự đặt nhé. Đó, như vậy là bất cứ tài khoản nào các bạn sẽ nhớ được cái mật khẩu các bạn đặt và không bao giờ quên nhé. Và những cái cụm này này là các bạn tự các bạn biết, cho nên các bạn sẽ không có lo lắng bị lộ và cũng không bao giờ bị quên. Rồi, cái thứ hai nó cao cấp hơn các bạn, tức là mình đề phòng cái trường hợp đôi khi mình có vấn đề gì đó, sự cố này kia, bệnh tật này kia đó, thì người nhà của mình sẽ biết được cái cuốn này. Khi biết được cái cuốn này và đăng nhập tất cả các tài khoản của mình thì không thể nào sử dụng
các cái mật khẩu này, và lúc đó mình không còn cơ hội để nói tất cả các mật khẩu này cho người nhà nữa, bởi vậy mình phải viết cái này lại đó. Tất cả các tài khoản của mình là vậy đó. Thì lúc đó mình sẽ có một cái chìa khóa, gọi là chìa khóa đây các bạn. Đây một dãy chìa khóa. Thì khi dãy chìa khóa này ráp vào trong này, nó sẽ tự động giải ra cái tất cả các mật khẩu. Đấy, giải ra tất cả các mật khẩu luôn. Ví dụ mình sẽ giải tất cả các mật khẩu này nhá. Đây là chìa khóa mình giả thôi các bạn, chứ không phải chìa khóa thật. Chìa khóa thật là mình chìa khác. Đấy. Thì các bạn sẽ dựa theo cái này. Mình sẽ có là số thì 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, và chữ là từ A B C D E đó tới X Y Z. Thì khi các bạn ráp một cái mật khẩu thế này và giải qua một cái chìa này, lúc ban đầu các bạn sẽ thấy rất là rối nhá, nhưng mà khi quen rồi thì các bạn hầu như là giải ngay lập tức luôn đấy. Cho nên mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái này cẩn thận hơn, rất là chậm. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ giải cái mật khẩu này cho các bạn xem nha. Giải mật khẩu này nha. Rồi. Thứ nhất là số 9. Số 9 này. Thì các bạn sẽ thấy cái mật khẩu là cái chữ là, để mình viết ra đây luôn nha các bạn. Đây, viết ra từng chữ luôn này. Đây, được. Đây, được. Đấy, được. Đấy. Cái mật khẩu này mình đã viết đây này. Secret comment đấy. Thấy chưa? Rồi khi mình điền vào các cái chữ này các bạn. Đây thấy không? Để mình gấp lại một tí này các bạn dễ thấy. Thì nó sẽ tự động nó giải ra luôn. Rất là hay nha. Đây. Thì khi mà số dương thì các bạn sẽ đếm tới, và số âm thì các bạn đếm ngược lại, và tính từ cái số này á là số 0. Ví dụ Resegret này là đếm số 9 này. Bạn thấy là chữ S đúng không? S thì đếm 9 lần, tức là 0 này, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 thì nó sẽ là bằng chữ B. Nó sẽ là chữ B. Viết hoa đầu tiên nhá. Rồi, chữ cờ. Chữ cờ đây thì nó là 6 thì sẽ đếm này. 0 1 2 3 4 5 6 nó là chữ Y. Đấy chưa? Rồi, trừ 5. R trừ 5 này. R trừ 5 đúng không? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nó là chữ M. Rồi, tiếp. E là trừ 4. E là 0, 1, 2, 3, 4. Nó là chữ A. Rồi, tiếp chữ T là bằng 0. T ở đây, bằng 0. Chúng ta để bằng 0. Tức là bằng T. Này, T, 0 thì bằng T đó. Rồi, chữ cờ. Chữ cờ nằm đây cũng không luôn thì mình giữ nguyên. Rồi chữ O, O nằm đây trừ 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nó là chữ H. Rồi trừ 4, chữ M này trừ 4. 0, 1, 2, 3, 4 nó là chữ Y. Rồi tiếp chữ E này, E trừ 4 tiếp. 0, 1, 2, 3, 4 nó chữ A. Rồi tiếp chữ R, R nó bằng 1, nghĩa là chữ S. Đấy. Rồi. Tiếp chữ C, nó là số 2. C thì 0 1 2 là chữ E. Rồi. Chữ E là cộng 3. E này, 0 1 2 3 nó là chữ H. Rồi, chữ X. X đây, đâu rồi? X đây. Thì nó là cộng 3 tiếp, là 1, 2, 3, nó là chữ A. Rồi chữ O, chữ O nó cộng 11, tức là 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cộng 10 chứ, lộn. O, O là 0 nè, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cộng 10 nhé. Nó là thành chữ Y. Rồi, chữ 5. Số 5. Số 5 bằng cộng 5. 5 đây. 5 thì cộng 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nó bằng 0. Rồi,
Số 7 là trừ 1. Số 7 này trừ 1 là bằng 6. Rồi số 8 thì cộng 3. 8 cộng 3 là 1, 2, 3, nó là số 1. Rồi số 7 cộng 3 tiếp. Số 7, 1, 0 này, 0, 1, 2, 3, nó là số 0. Đấy, như vậy này, các bạn sẽ xem được cái mật khẩu sau khi mình giải được cái chìa khóa này. Thế sẽ ra là bí mật chia sẻ. Đây, bí mật chia sẻ 2-06-10, tức là bí mật chia sẻ 2 ngày 6 tháng 10. Đấy, như vậy. Rồi, đấy, thì tương tự các bạn sẽ lấy giữ cái chìa này này, giữ chìa khóa này, các bạn sẽ đưa cho một người thân nhất trong gia đình và giữ cái chìa này. Đấy, thì sau đó tất cả mọi người sẽ đưa cái này ra và giải được tất cả các mật khẩu để đăng nhập vào nha. Đấy, ở đây là tài khoản trên và đây là số điện thoại để đăng nhập. Đây, số điện thoại đăng nhập. Còn cái này thì đăng nhập bằng email, cái này đi nhập bằng cái tên. Đấy, cái này đăng nhập bằng email, cái này đăng nhập bằng email luôn. Đấy, bằng số điện thoại. Đấy, như vậy. Như vậy mình hy vọng là sau khi mình chia sẻ cái video này thì các bạn sẽ nhớ được hàng ngàn cái mật khẩu mà không bao giờ quên. Cái thứ hai là các bạn viết lại tất cả các mật khẩu này, và có ai lượm được cái cuốn này của bạn thì vẫn không bao giờ bị lỗ mật khẩu nha các bạn. Đấy, hy vọng cái video này sẽ giúp ích được cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.